sao đánh giá này, đánh giá trên dưới bằng bốn phía luôn. Đấy nè, mấy gì sếp nè, nhân viên mấy gì đồng nghiệp khách hàng nè, được không? 360 độ. Đấy thì đối với các bộ phận trong doanh nghiệp mấy gì, chẳng hạn như bộ phận về ở đây mấy gì, cái này thì thầy đây chủ đề này không phải là chúc mừng cho về thằng mới chia sẻ với mấy chị nhiều ha. 1, 2, 3 đây trong doanh nghiệp của mình người ta đánh giá nè, 360 độ nè, đấy nè, sếp đánh thì dưới này đánh là được chưa? Và ở đây mấy chị coi nè, cái ông số 3 này thì trở thành là khách hàng của số 3. Số 3 là khách hàng của số 2. Về mấy chị trả nè, được không? Số 1 là nhà cung ứng cho số 2, chứ không phải là khách hàng này gì. Khách hàng không phải nhất thiết là những người bên ngoài doanh nghiệp mua sản phẩm của mình mới gọi là khách hàng, mà cái này gọi là khách hàng nội bộ trong cái chủ của mình. Cái này là khách hàng cái mấy gì trong cái chuyện qua 1, qua 2, qua 3 thì ông mấy gì, ông số 2 này là người cung ứng cho ông số 3, được không nào? Vậy thì ông số 2 trở thành là khách hàng của ông số 2, và ông số 2 trở thành là nhà cung ứng cho ông số 3. Do vậy nếu một sản phẩm mấy gì tới đây nó tốt nhưng mà mấy gì nó bị quyết cuối cùng này chuyển qua cho ông này, thì cuối cùng ông này phải chuyển lại cho ông này sửa, cuối cùng mấy gì nó sẽ là ảnh hưởng chung của hệ thống của mình, được không? Đấy thì cho về trong doanh nghiệp người ta sẽ đánh giá, đánh giá nó sức này coi thử là trong quá trình mấy gì, trong quá trình anh làm có tốt chưa, được không? Đấy, và nếu mà chị nào quan tâm tới quản lý thì mấy chị về mấy chị mua cứ mua gọi là khách hàng chưa phải là thực tế uống nó bài uống của best seller của thế giới, được không? Best seller hay lắm, best gì hay luôn ha. Thì bạn có đây á hả, cái cuốn thứ hai mà mấy chị mua mình, nếu mà chị đó quan tâm mấy chị mua là thiên phẩm cuốn nó dạy bao nhiêu nè, 957 trang, được không? Còn cỡ danh thái là mày mua cuốn gọi là kiếm tìm sự tuyệt hảo của các công ty hàng đầu của Mỹ, được không? Đây là cuốn đó, những cuốn gọi là sách mới đầu giường của giới doanh nhân á, được không? Giới doanh nhân là những cuốn đó hay lắm. Còn nếu là chị nào mà liên quan tới việc mà đầu tư á, đầu tư mấy gì là liên quan tới tình hình chung ấy là thì mấy chị mua cái cuốn chiến tranh tiền tệ hay không, cuốn đó là cuốn mở rộng kiến thức của mấy chị về cách quản lý, được không? Người đánh giá lao động nha. Rồi cuối cùng trả công lao động, trả công lao động đây bộ phận nhân viên phải làm những cái này tỷ giờ. Rồi cuối cùng mấy gì đó là quan hệ lao động. Quan hệ lao động thì cái nổi trội nhất là các quy định, các thỏa ước lao động tập thể, nội quy, vân vân. Thì đây mấy gì, đây là những cái mảng công việc chính của các bộ phận về nhân lực mấy gì phải làm, được không? Còn nếu mà mấy chị là quản lý ở dạng bộ phận còn ba chức năng thôi thì mấy chị thấy là những công việc này trở nên đơn giản hơn rất nhiều, được không? Quan hệ lao động mấy chị không có làm, trả công lao động mấy chị cũng không làm. Nếu mấy chị là bộ phận phòng ban chức năng, quản lý bộ phận phòng ban chức năng, phân tích công việc mấy chị có làm không? Có không? Có tham gia mấy gì? Ví dụ mấy gì có tham gia không? Có tham gia mấy gì? Có chứ sao không? Nếu mấy chị là bộ phận phòng ban chức năng mấy gì thì khi tuyển dụng, đặc biệt là khi phỏng vấn là mấy chị sẽ đó làm mẫu. Chứ em mấy chị là bên chỗ bộ phận sale mấy chị khi tuyển dụng cho nhân viên sale, nếu mấy chị là sếp của phòng sale thì chắc chắn là mấy chị sẽ là một trong những người ngồi ở hội đồng của phần đầu. Tại vì bây giờ mấy chị tuyển nhân viên sale mấy chị bộ phận nhân lực người ta chỉ hỗ trợ cho việc tìm cái nguồn ứng viên và hỗ trợ các công đoạn khác. Còn khi họ có chuyên sâu về sale thì đòi hỏi mấy chị phải là người có chuyên môn của cái mạng đó, mấy chị ngồi mấy chị cũng không có chuyên sâu được, mấy chị mới xác định được ứng viên nào phù hợp với việc mấy chị có từng tuyển, được không nào? Đấy
Rồi các bộ phận đào tạo bác sĩ, mấy chị cũng có, mấy chị là người tham gia huấn luyện cái này, đó. Rồi đánh giá có không? Có. Mấy chị cũng là người đánh giá nhân viên của mình, đó không? Rồi. Rồi bây giờ mời mấy chị qua. Cái những cái khái niệm thì mấy chị đó ta. Thường thường những khái niệm này thì thầy cũng không có hỏi. Đây, bây giờ mời mấy chị qua cái mô hình ha, mô hình. Thầy hướng dẫn cho mấy chị đọc, mấy chị nắm cái mô hình này kỹ rồi. Tức là để phát triển học được đó. Đó, mấy chị nhớ để chúng ta phân tích ha. Được chưa? Mấy chị nắm